Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên buôn bán các cái dòng xe bán tải lằng nhằng khu khoang, những dòng xe được rất nhiều người ưa chuộng. Và hôm nay một chiếc xe cực kỳ hiếm luôn, hàng hiếm luôn các nhá. Chiếc xe màu bạc Form Toyota Hilux sản xuất năm 2010. Một chiếc xe rất đẹp mang biển số Quảng Ninh 14C00025. Vâng, con này thì được cái chất thì khỏi bàn luôn, cầu số hoạt động hoàn toàn bình thường. Và đây là một chiếc xe máy dầu 2 cầu, động cơ 3.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 km các bác nhá. Và dòng xe này là một cái dòng xe của Nhật Bản vượt mọi địa hình luôn. Và form thì rất là cứng cáp, dành cho các bác nào có nam tính. Các bác đi những chiếc xe mà muốn có vẻ nam tính, cứng cáp thì đây là một mẫu xe đẹp cho các bác. Vâng, động cơ khỏe khoắn, xe thì order 5 bánh là đã được 42 vạn rồi. Đăng kiểm của chiếc xe thì cũng tương đối khá là dài luôn. Lốp dép của xe thì chắc chắn, đây các bác nhìn này, 4 quả đun lốp của xe thì vẫn còn dày nhá. Sắt xi thì chưa có han mục gì cả, đảm bảo cam kết cho các bác, bao cam kết không có đâm đụng ngập nước. Gầm thùng của xe thì xe vừa về em chưa dọn nên hơi bẩn một chút. Tuy nhiên là chất xe thì khỏi phải bàn luôn. Các bác có thể nhìn ngay từ phần gầm thùng đây này, hàng chưa dọn nhìn nó khác ngay. Đấy các bác nhìn ạ, vẫn hơi bẩn bẩn một chút thì các bác thông cảm. Còn đâu về chất xe, máy số thì ngon, máy nổ rất là giòn và êm luôn. Và dòng này thì nói chung là thưa các bác là những ai mà với cái số tiền thì khoảng hơn 300 đến tầm 400 triệu thì mẫu xe Toyota Hilux bao giờ cũng được đánh giá rất là cao so với mặt bằng chung của tất cả các dòng xe khác, kể cả Ford. Vì dòng Hilux nó đi rất là bền, máy nó ít hỏng vặt. Và khi các bác đi những cái mẫu xe này thì ở những cái khu vực gọi là khu vực thưa dân, hoặc là những cái khu vực hiểm trở mà không có cái sự cứu hộ gì đó, thì những cái dòng xe này gần như là không bao giờ phải lo nghĩ đến cái chuyện là hỏng vặt giữa đường. Thế nên các bác đi những cái dòng này thì rất là yên tâm luôn. 4 quả lốp dày dặn nhá, Dulo Bridgestone, lốp dày luôn các bác này. Và sử dụng lốp 265 70, vành la răng 16 inch, vâng, vành la răng 16 inch với phanh đĩa hai bánh trước và phanh tăng chống đằng sau. Cua lốp của xe thì vẫn còn đẹp và gầm trong thì đã được phun phủ chống mọt rồi, nên là các bác yên tâm nhá. Sơn xi thì đã được xì tốt xì tát, nên là các bác cứ yên tâm rằng dòng này thì chất khỏi bàn luôn. Đi thì cực kỳ chắc chắn và bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn. Những bác nào mà chạy những cái dòng xe Hilux thì các bác biết rồi, những cái dòng xe này máy của nó rất là khỏe nên là đi nó rất là chắc chắn, đầm. Và khả năng bứt tốc vượt địa hình cũng rất là ok. Đặc biệt là chiếc xe này để sử dụng hai cầu, thế nên là các bác mà chạy những cái dòng này thì rất là ổn định luôn. Đấy, xe rất là cứng cáp, đẹp và form xe thì khỏi phải chê luôn. Máy dầu đặc biệt là có hốc gió, hút gió ở phía phần trên, trông có vẻ khỏe khoắn, nam tính hơn. Con này thì đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022 các bác nhá. Đấy, lốp Dulo Bridgestone dày luôn này, 4 quả lốp Dulo Bridgestone. Và cái lốp này thì em đang đi tìm 5 lốp cho các bác luôn. Là 2019. Uầy, dày phết. Vâng, xe đi tương đối và lốp thì vẫn còn dày khự luôn. Các bác đi cái dòng này thì nói chung là bền lành vô đối rồi. Các bác hỏng cũng không phải lo đến cái chuyện hỏng vặt giữa đường hay là sơn xi sửa chữa nhiều. Đấy, gầm sàn sắt xi của xe thì được phun phủ chống mọt luôn các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Mặc dù chiếc xe thì mang tiếng là vùng biển Quảng Ninh, nhưng mà thực sự phải nói là chất xe thì khỏi phải bàn luôn, gầm sáng luôn. Đấy, không có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, cả các cái bậc để chân của xe thì được chủ người ta ốp nhôm rất là chắc chắn luôn. Cửa này, đấy, tôn rất mỏng luôn các bác nhá. Và tay nắm cửa mạ chrome bọc ốp. Đấy, cửa nèo rõ ràng. Và kính điện này, kính điện thì con này thì không có điều chỉnh cục xe mà chỉ chỉnh điện thôi. Đấy, tất cả các chức năng thì cũng theo thời gian 5 tháng rồi. Đấy, bên kia xem nào. Rồi, em sẽ mở khóa điện lên. Mở khóa điện lên điều chỉnh cho các bác nhá. Vâng. Đấy, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, ok. Kính lên xuống này. Đấy, gương chiếu hậu kính lên xuống này. Một chạm luôn các bác. Và chiếc xe thì đã được dán phim 3M cách nhiệt hết rồi, nên là các bác về các bác yên tâm. Vì phim cách nhiệt 3M cũng trị giá mất mấy triệu rồi. Đấy. Thì cứ vậy là dùng thôi, các bác cũng không phải lo lắng gì. Đấy, kính điện lên xuống hết nhá, tất cả các kính là ok. Vâng, nội thất bên trong xe là nội thất ghế da màu cam pha với màu đen, có chỉ cam. Đấy, cái ghế này thì nó bị chảy xước rồi. Cái này thì bình thường thôi các bác, không có vấn đề gì. Còn phần vô lăng của xe thì là vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn cho cả người lái bên này và người phụ ở mặt bên kia là có hết các bác nhá.
táp lô xe thì đẹp sạch sẽ, không có bẩn một chút nào cả. Đầu zin nguyên bản từ hãng, đầu Toyota. Còn điều hòa thì chỉnh cơ. Dòng này thì nó option nó không nhiều. Thế nên là nói chung là dành cho những các bác thích cái sự đơn giản thôi. Thế nhưng mà công năng sử dụng thì quá ok luôn. Cầu số của xe hoạt động bình thường. Và đây 42 vạn đấy các bác này. Đồng hồ tua khá là nhiều, vòng order đấy ạ. Thế nhưng mà đấy, hàng chất, hàng xịn nó phải như vậy. Chứ còn nhiều con thì nhiều bác là cứ bảo mười mấy 20 vạn. Nhưng mà đây thực sự 40 vạn nhưng mà nó còn đẹp như thế này này. Đấy, xe của em 40 vạn đấy các bác nhá, không phải ít đâu. Thế nhưng mà chất xe thì khỏi bàn luôn. Cái dòng này thì các bác cứ đi xả xã cũng được. Đấy, các cái đồng hồ hiển thị hiện đại này. Và gương chiếu hậu. Con này thì không có cam hành trình nhá các bác nhá. Không có cam hành trình và không có cam lùi. Thì các bác muốn mua thì các bác có thể lắp thêm được cái cam hành trình đấy cho nó yên tâm. Để cho các bác đi lại cho nó an toàn. Đấy, hàng ghế sau này cũng khá là rộng rãi. Mới, hàng ghế sau thì đẹp, da đẹp luôn. Vì con này trước là chở người đi nhiều chứ cũng chỉ có người lái ngồi trên nhiều thôi chứ người ngồi sau ít. Cầu số thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây em cắt côn để kéo cầu ha. Đấy, kéo cầu này. Xem là có cầu số nhá. Cái này cầu thì mình phải bật khóa điện lên đè nổ thì mới biết được. Đấy, đè luôn này. Đấy, cầu. Cài cầu ấy. Vâng. Mình cài cầu. Con này cầu số thì vẫn còn nguyên. Đấy, thế nên các bác yên tâm. Vào cầu. Đấy, lên cầu rồi này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Lên cầu ngay. Đấy, lên hiển thị đồng hồ này. À, cái này thì là cũng không phải là do cái hiển thị mà là khi mình cài cầu thì nó phải vào đúng khớp nối thì cái đồng hồ hiển thị cầu số này nó mới lên. Thì cái này là cầu số của xe là vẫn còn ngon nguyên đấy các bác nhá. Và em đang để chế độ cầu thấp nên bây giờ thì mình hạ xuống để mình đi hai cầu thôi, một cầu trên cầu sau thôi ạ. Vâng, một chiếc xe dẫn động 4 bánh đấy, hai cầu khỏe bền lành. Dòng này thì đi khỏi phải chê thôi. Đấy, máy số thì rất là ngon, êm. Keo chỉ này các bác nhìn này, keo chỉ bao zin các bác luôn nhá. Đấy, keo chỉ bao zin, đấy zin nguyên này. Toàn bộ keo chỉ là zin nhá các bác nhá, không có sơn xi tiểu bả nên các bác yên tâm. Xe thì bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy. Máy chạy rất là giòn tiếng êm. Dòng xe máy dầu ăn dầu tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 cây, nhưng bù lại thì các bác có một chiếc xe máy dầu rất là khỏe luôn, vượt mọi địa hình, đi thì cứ xả xã thoải mái luôn nhá. Đấy, trần này sạch sẽ vô cùng. Trần nỉ đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn nào, trần nỉ rất đẹp. Dòng này thì được rất nhiều bác tìm kiếm luôn. Vâng. Cái dòng xe Toyota Hilux thì nó cũng là một cái dòng xe bền lành và khá là nhiều người lựa chọn cái dòng xe này để là một chiếc xe đi lại liên tục cho các bác. Động cơ máy dầu D4D, máy dầu khá là ngon, dầu khỏe, máy hơi tốt. Và con này thì máy khá là khô, máy khô sạch luôn các bác nhá. Và máy dưới còn zin nguyên nữa. Đấy, máy dầu còn zin nguyên. Xe thì các bác yên tâm và bao cam kết cho bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy. Phần hệ thống trợ lái, con này là sử dụng trợ lái dầu các bác nhá. Và phanh ABS đầy đủ trên cả 4 bánh luôn. Đấy, phần đầu sườn đây các bác nhìn này. Tem nhãn còn nguyên, rõ ràng, chữ nghĩa. Hai đèn này. Và đây là đèn zin các bác nhá, nên là nó hơi ố vàng theo thời gian. Đấy, đèn này thì là sử dụng đèn 55W. Đấy, tai đèn này, các bác nhìn các cái chi tiết của nó này. Còn rất rõ ràng luôn, đẹp luôn, kể cả số này còn nguyên. Đấy, đầu răng mình chỉ cần nhìn như vậy là mình đoán được chiếc xe người ta đi như thế nào rồi, có giữ gì hay không rồi, có đâm va hay không rồi. Đấy, phần keo chỉ cabo trên nữa thế này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ cabo trên này. Một chiếc xe máy dầu 2010. Con này đẹp thì phải nói là quá xuất sắc luôn, turbo này, led luôn rồi các bác ạ. Đấy, nó hơi bẩn một chút thôi, còn đâu là máy số khô sạch nhá, không có dầu mỡ. Đấy, cả phần gầm này, các bác nhìn gầm này. Đấy, khô luôn này. Không có dầu mỡ bám luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Vâng, và chiếc xe máy dầu này đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Vừa về cửa hàng em xong, chưa dọn dẹp gì cả mà nó hiện trạng nó đã như thế này rồi. Nếu bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Toyota Hilux đời 2010, giá tiền tầm trên 300 đến dưới 400 thì hãy qua cửa hàng em Vũ Duy Auto xem xe và thẩm nghiệm luôn. Một chiếc xe máy dầu, gầm cao, máy khỏe. Đấy, số khung số máy rõ ràng luôn này. Đây số khung này. Đấy, còn nguyên luôn đấy các bác nhá. Đấy, đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Đấy, xe thì rất là đẹp và có nắp thùng Cariboy. Đấy, một chiếc xe giá tiền thì khá là mềm, vừa phải, chất máy số thì ngon, gầm bệ thì chắc. Và xe thì các bác nhìn ạ, loanh quanh ạ. Vâng, ok luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.
Và bên em thì có bán tải thì mấy hôm nay là về đến 3 con. Đây các bác nhìn này. Đấy, hai con 216 luôn các bác nhá. Hai con 216 biển Hải Phòng 15C cũng giá tiền tầm khoảng 550 thôi. Rất là rẻ cho các bác hơn. Vâng, tầm này thì xe thì giá nó rất là mềm. Bác nào quan tâm thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe yêu thương, đẹp và tuyệt vời hơn. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.